Ngoại trưởng Nga lại lên tiếng công kích các nước Tây phương, tin từ Moscow. Ngoại trưởng Sergey Lavrov lại lên tiếng chỉ trích các nước Tây phương, nói rằng các nước này đang theo đuổi quyền lợi riêng ở Syria. Moscow đã lo ngại Tây phương sẽ can thiệp quân sự ở Syria sau khi Tổng thống Barack Obama cảnh cáo trong ngày 20 tháng 8 là nếu Damascus dùng vũ khí bất quy ước hay dùng các loại vũ khí này để đe dọa, việc can thiệp quân sự sẽ không tránh khỏi. Nga cũng chống lại đề nghị thiết lập khu an toàn bên trong lãnh thổ Syria của Thổ Nhĩ Kỳ. Thuyết trình tại Viện Liên hệ của Quốc tế ở Moscow, ông Lavrov cũng nói rằng Nga và Trung Cộng tin tưởng ở đối thoại chính trị, lên án Tây phương muốn can thiệp quân sự. Một nhóm quan sát quốc tế cho biết, ngày hôm nay dân quân đã tấn công một phi trường, chiếm được một cơ sở phòng không. Ông Bashar al-Assad đã mất sự kiểm soát nhiều vùng nông thôn ở miền Bắc, miền Đông và miền Nam, đang dựa vào không lực, trực thăng và phản lực cơ của Nga để tấn công dân quân. Chiến sự gia tăng ở Syria đã tạo nên làn sóng tị nạn mới tới các nước láng giềng.